mẹ gì đâu, nhưng mà người ta thấy bức xúc, rõ ràng người ta thấy bức xúc bởi vì nó cái dư luận viên, dư luận viên cái hiệu con cho bố cầm gọi là dư luận viên quậy đó, ê, ê, hiểu không? dư luận viên mà quên thiếu điều là có cái ba cũ kèm xe mà tao không đâu có xài mà tao đâu có biết gì đâu mà dư luận viên cái buồn cười tao thấy đấy, gọi nó quy nó chụp rồi nó xiên nó tạc làm đủ trò cho thật, kệ mẹ tao không nghe, bây giờ tao thiệt vậy là tao rồi nó tao rồi, vợ nhỏ vợ lớn gì tùm lum tao ai tao ôi thằng bà đồ bây giờ chán rồi tao thiệt mày, bây giờ tao thấy mày thấy ở nào chỉ có một chút xíu xíu thôi, thì thằng Mua Long đó là bà nó là nó biến tướng ra nó làm đủ trò hết rồi, thằng thằng kia bị bế đi rồi nó nghe trời mình cái chuyện đó về chuyện bàn tao không khe mà tao đâu quan tâm, tao đâu có bàn mẹ gì đâu, tao không biết bà là nói chung là tao không có để ý bụng đó, tao chỉ lo những cái chuyện mà thí dụ như là tao gọi Trà Diễm cho Hương. thằng Thi và tao nghĩ là cái đường đi nước bước của tụi này à, nó như thế nào đó, thằng ở quý nó vô kìa đủ má về đủ má, tao muốn đào bản lên quá đủ quá đủ quá giờ buồn cười quá, tao gọi mày muốn tao gõ mở tụng kinh tao đào lên hôm qua coi chế độ ba người ta là nghệ sĩ đem lại tiếng hát cho tiếng cười cho người người dân đồ má, nó đem tiếng hát hay quá, nó đem tiếng hát mà nó hát cho heo nghe không à, đúng mấy cái người không có nghe à, thì tao nói cho mày nghe là ở đây tao mình không gom chung hết tất cả những người nghệ sĩ, mình nói như vậy đúng chỉ rồi. có một số thành phần mà nó có một cái tính cách là mà thấy rõ ràng nó nguy hại là ở chỗ khi người ta không dẫn dắt đường đi, nó hướng ngoại nhiều quá, giống như kiểu là cái kỳ rồi mà tao cũng đã từng nói với mày đó, có một cái đám nghệ sĩ nữ mà của Hàn Quốc nó qua Việt Nam đi biểu diễn về nó thuộc dạng K-pop hay V-pop gì đó tao cũng không biết nữa. Sau khi mà biểu diễn xong rồi thì khi người ta chào rồi khán giả để người ta đi về nước á, thì ta ngồi trên cái bàn giống như kiểu như bàn tiếp khách, bàn để mà dài thì cũng có 4-5 cái ghế, 4-5 cô gái ngồi, khi người ta chỉnh người ta chào bye bye Việt Nam là hoàn xong hay đôi Việt Nam chào Việt Nam về từ giã đủ nguyên một đám sinh viên hay là học sinh gì đó đồ chạy lên ôm mấy cái ghế hung chục 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 đồ má trời ơi đồ má, tao thấy tao ngồi tao gãi đầu tao ngồi tao ôm đầu tao nói mấy vậy đủ với dân tộc Việt Nam mình sao kỳ vậy trời đủ mấy mình thấy rõ ràng không, nó bại hoại và giáo mình thấy rõ ràng thấy xuống cấp dễ sợ luôn, cái đó là cái văn hóa là gì, văn hóa gì rồi ở ở đó hả, lời ra tiếng hát gì ở đó trời đó cái chuyện đó có thật mà báo tôi đã đăng lên rồi, có phim Đúng ảnh của rồi. tôi rõ ràng cái chuyện đó thật chứ không rồi, cái mấy ngày gần đây tao cũng đã lên tiếng tao đã phá vấn đề nhặt rác mày cũng đã biết rồi đó, cái người nhà hát thì rác cũng chưa đâu còn cái nhuộm bên này xanh bên kia đỏ rồi đủ tóc tai bù Đúng chất xù rác rồi luôn. đúng chất rồi xong phải xăm mình rồi đàng hoàng rồi cưng. Thôi tao mà tao muốn nhắc đi thiệt mày tao tao thiệt mày là luôn tao không còn lời nào để tao nói nữa. Như thế mà nó vẫn còn lên tivi vẫn có mùa một rồi mùa hai rồi tức mùa ba tao không hiểu mấy ông mà làm cái mảng văn hóa nghệ thuật mà để coi gì chủ đài đó, chủ kênh đó, tao không biết ổng là đài truyền hình Việt Nam rồi mấy ông ở đâu không biết là mắt ổng để số gái là sao tao không hiểu rồi đủ mệt, tao cũng nhiều khi nói đi nói lại nó hoài hay là cái tiếng nói của mình nó không đủ mạnh hoặc là mấy ông không nghe hay là mấy ông chưa tới rồi rất là phản cảm rồi đó, cũng có tao thì biết ít rồi mày thì biết nhiều, giống như cô gái mở đường gì đó tự đùng một cái cô gái rồi con gái đại hàng con nào không biết nữ tài tử hay là ca sĩ đại hàng lên Korea lên bắt đầu búa mày quay cuồng lên đó, thì thằng Tây Nguyên đó thằng Xuân đó cũng đã nói rồi cũng lên án rồi là mất đi mất biến dạng luôn cái bài ca luôn bay bay luôn cái bài màu luôn bởi vì mệt, cũng giống như tôi ví von về cái chuyện mà bài giọt mưa thu của Đặng Thái Phong mà tự nhiên lụi mà làm cái chuyện kia ui trời ơi đủ ta thiệt bởi vì ta thiệt bài nhạc phẩm bây giờ ta chán lắm đủ khổ rồi biến tấu tùm lum tà la mệt đủ. Vì khi mà nó đi nó lại hoài không cái đáng để mà nói, còn cái chuyện mà tao nói này tao chỉ quan tâm là ở chỗ là đất nước mà làm sao mà đừng để cho người dân mà nghe lời cái đám kia khuấy trộn đất nước, bây giờ tao nói ràng phải không nó làm nó sai bét hết trơn rồi nó tào lao cũng giống như lần dịch vừa qua rồi đó, thì tao cũng đã mày khám tao với mày hóa ra những cái chuyện mà họ lợi dụng cái dịch bệnh vừa xong rồi cái gạo á để xin được lúc mà đó mà không than ca la trời la đất khua chiêng gõ mõ đủ mà đói quá thì kia vô khám đồ mà chất và năm chất nửa tấn gạo trong nhà đó vẫn đi xin bình thường rồi, cái nhiều chuyện rất trái khoái lắm bởi người dân khổ mệt.
ta cũng chẳng hề, nhưng mà một phần là đa số những người dân mà đi đó là bị kích động bởi những cái đám bên này. Chào thưa, những cái đám bên này là nó bắt nó nói là phải làm cho đất nước mình nghèo khổ đi, xáo trộn xã hội, nhưng mà nó quên cái điều mà nó phải mơ đi những cái chuyện đó, là mới hiểu là đất nước Việt Nam mình là một cái vựa lúa ở của Đông Nam Á, mà sau này thì cái bác hàng như bác Nguyễn Phú Trọng ha, bác Phúc á, bác Phúc có chỉ đạo rõ ràng ở đó là phải giữ lại bao nhiêu ba triệu mấy hecta đất rồi để làm nông nghiệp đó, rất là hay. Người ta giữ rõ ràng không, cái đầu họ không bao giờ giống như kiểu như mình cả, họ đã biết trước và họ đã dự trù trước đất nhiều lần. Tôi lên tôi ra có nói này, bởi vì mình là một người dân, cái sự mình không có một cái họp, mình không có cái nội các của mình ra, mình nghĩ tới đó thôi. Còn họ nghĩ sâu lắm, nghĩ xa lắm, nghĩ tới 20-30 năm về trước, về sau nữa. Nên vì cái đó bây giờ đâu có ai nghĩ tới cái chuyện mà lúa lý hồng, nhưng mà đặc biệt mình ông nghĩ để 30 triệu hay là 30 triệu, đúng rồi, phải bảo tồn lại, phải bảo tồn cái điều đó để nuôi dân. Mà thấy đó là ghê không? Lúc đó hiện giờ bây giờ người ta còn ngồi chứ là iPhone đồ rồi Samsung rồi các cái phone viết rồi đồ, chứ đâu ai nghĩ tới chuyện gạo không? Ông nghĩ gạo đồ, thấy đó ghê không? Có nghĩa là họ đã biết trước những cái điều mình không biết đó. Đó thì có chuyện đó vậy thôi. Thì bây giờ thì tất cả những diễn đàn mà chống cộng ở nước ngoài thì chỉ bỏ Việt Nam, thì cái cốt yếu của họ làm sao để cho nước Việt Nam mình nghèo đói. Ồ nó kỳ chứ, đó nó đủ mấy con người tháo đồng loại của nó, mà nó cũng là màu da, cũng máu đỏ da vàng, cũng người Việt Nam, cũng nói tiếng Việt, nhưng mà nó lại khoái cho mình đói, đủ mà khoái thì mình chết đủ, bởi vì nó đâu có thương yêu gì đâu, đủ không bạch lắm vậy. Thì nó cười, thấy nó thấy buồn cười nhiều cái nó nghịch lý không, thí dụ vậy. Rồi còn cái chuyện mà cũng nhắc lên thằng Bảy Việt Nam, nó mới vừa nói xong thì tôi nói cho mày nghe. Tạp chí của thế giới đã nói là so sánh là ngay tại thời điểm này, và kèm theo lời của ông tổng thống nước Nga, người ta đã tuyên bố là nước Trung Quốc bây giờ là cái nền kinh tế đứng nhất thế giới, chứ không phải là Mỹ nghe, Mỹ xuống tụt hạng rồi. Nói như vậy cho mày hiểu rằng Mỹ hiện giờ cũng đang lao đao, đã vậy thôi nội bộ chính trường Mỹ thì mới gì coi cái livestream của thằng Lữ Dũng phân tích về vấn đề và ông Donald Trump với lại cái xã hội mới và xã hội cũ của Donald Trump với lại ông Joe Biden bây giờ đó, thì nó phân tích rất là hay. Thì mình thấy rõ ràng đây, ở nước Mỹ này là trên bảo dưới không có nghe, mà dưới bảo trên không nghe luôn. Đủ mày ra định tao chống, mày ra định tao chống, bởi vì nó không có sự đoàn kết gì cả. Bởi vì tao mới nói từ lâu rồi, tao nói nước Mỹ nghi bây giờ nó hầu như là cái nền dân chủ nó bị phân hóa rồi, nó tới đó là hết ra rồi, không còn hơn được nữa. Rồi có thể đi lên nữa thì đi lên sau chủ nghĩa thôi, chứ không đi lên mẹ tư bản gì đâu được. Tao nghĩ là vậy. Thì bởi vì mày coi rõ ràng ông thằng phân tích thằng Lữ Dũng nó phân tích rất là hay, và ngay bây giờ nó nói một câu đó, nó kêu những ông cà rem, những ông bán cà rem, là ý là nó muốn nói vậy, nó nói những người mà chống cộng đó, bây giờ mà các ông còn ủng hộ đường lối Donald Trump nữa thì bắt ông mà thì các ông không phải không xứng đáng một vé để ở Mỹ này nữa. Nó nói vậy là nặng lắm á, nó nói vậy là nặng lắm á, nó xuống dáng nó nói rồi. Lữ Dũng mà ta mới xem cho mày, hôm qua tao có xem cho mày phải không, cái chương trình của gì đó có ở đó đó, mày đọc thôi mày coi hết đi, rất là hay, chính xác luôn. Chính xác ở chỗ này là nó có, nó nói có tư liệu này, nó có sách này, nó có buổi họp, nói chung là từ ngày tháng năm ông nào nói gì, nói chung là tất cả các ủy ban gom lại bổ sẽ phân tích, rất là hay, tao cũng thích rồi đó. Này không biết làm không vậy? Thì tao cũng đi nghỉ qua nay giờ cũng mệt mỏi rồi, đi chút xíu nữa 11 giờ tao mới đi. Ok thì tranh thủ lúc nào con mà làm nói được thì nãy giờ cũng mở này kia lên coi tin tức thời sự thế giới chút rồi thôi. Thì thấy con mở like thì bố vô thôi, nhưng liếu tới cái vụ ba cái bạn tao lặng bố là bởi vì cái chuyện người trong nước tao không thích, nhưng mà nó có đâu có dính líu gì đó, đâu có dính líu gì đó bà Hằng đâu. Mình chỉ đưa cái hình ảnh cái câu chuyện đó ra
để mình đưa ra cái vấn đề là mình tiếp cận nhìn nhận vấn đề. Vì không, mỗi người á, bố công nhận với con một điều không, tất cả sự việc xảy ra cái gì nó vậy à, khi mình tiếp cận vấn đề khác nhau là chắc chắn chúng ta sẽ có một cái góc nhìn và cái quan điểm khác nhau, không thể nào giống nhau được. Nhưng nói gì thì nói, khi chúng ta tiếp cận kiểu đó là chúng ta không tiếp cận được chính xác và bản chất vấn đề. Không, cái điều đó nó nói lên cái nãy mà đưa cái thằng gì đó, cái thằng thám tử cao lên thì mình mới hiểu một điều vậy. Bà thấy rõ ràng thám tử cao là người trong nước, bà Hằng là người trong nước, thằng Long Ngô cũng là người trong nước, tụi bay cũng là người trong nước. Như thế trong cái buổi live stream của bà là bao chục ngàn người coi mà nó vẫn còn xuyên tạc được, mà xuyên tạc cách rất ư là ngô nghê. Ở đây tao nói là chỉ ngô nghê nha, có ngô nghê bằng chứng sự việc nó rờ rờ vậy, và nó vẫn bẻ lái và nó vẫn xuyên tạc một cách ngô nghê. Thì mày nghĩ mày trắng trợ vậy đó à, mày nghĩ mày coi, vậy mày nghĩ mày coi một thằng ở Duy Tân Thái ở nửa dòng trái đất bên kia nó biết còn mẹ gì ở Việt Nam mà, thì tha hồ nó xuyên tạc thôi. Cũng giống như tao nói ngày hôm qua với mày đó, tao nói sẵn bố nói về vấn đề Tân Thái á, tại vì ở lúc sớm có ông anh chia sẻ với con về cái việc này, thì cá nhân con nhìn nhận thế này, thì theo bố thấy đúng không nha? Tức là câu chuyện Tân Thái, cái câu chuyện cái like ngày hôm nay, như bố nói những cái cá nhân, những hình ảnh đưa ra để chúng ta thấy, nhìn lại chúng ta thấy được rằng là gì? Tức là thế lực chống phá họ đã rất bài bản và họ rất là cặn kẽ. Có nghĩa rằng họ xây dựng lên Tân Thái để làm gì? Để gọi là đánh lạc hướng và hút ánh nhìn của chúng ta về bên đó. Nhưng mà chúng ta quên đi là kế bên, ngay kế bên chúng ta, đâu đó có những YouTuber, là người ở trong nước như Thám Tử Cao, lồng đúng ghép, rồi. Xuyên tạc kế bên rồi. Thì chúng ta lại không nhìn. Đúng rồi, đấy là... nó làm tổng lực, làm tổng lực, có nghĩa là trên mọi phương diện, nãy đã nhắc đó một lần rồi. Cái điều đó là người ta nó nhắc lại, nhắc lên rồi, tất nhiên là nó làm chủ yếu. Tao nói cái này, tao nói một lần nữa, nghĩa là nó làm mọi cách để cho người dân mình khổ. Mày hiểu tao không? Khổ. Giống như kiểu gì kỳ rồi, nó hô hào, nó xúi dục người ta đi về quê. Đi chi? Để chi? Khi về quê nó hiểu trước, nó biết trước rằng khi về quê là đi như cái quê ra phải tàn nát. Là bởi vì nó đem bệnh về mà. Nhưng mà nhưng mà tại vì mình cản không nổi, mình cản là ý nguyện của người dân, mình chiều họ. Chứ tao không phải là mình cản. Cũng khuyến khích ở lại để mà sản xuất, nhưng mà người ta không nghe, bởi ta nghe bên kia. Khi mà đi về kia bùng nổi quân, tức là dân ta khổ, phải không? Dân ta khổ, nó làm mọi cách cho dân người ta khổ, nó thẳng là vậy. Bây giờ dưới quê mà vừa tạm ổn, nó kêu lên đi, đồ má. Thì cái gì, nó làm mọi cái điều kiện, nó làm một cái rất gây khó khăn cho nhà nước Việt Nam mình, rồi gây khó khăn cho chính cái người dân đó. Mà người dân thì vô tình thì không biết, phải thấy không? Chính vì vậy cho nên ra là lúc nào cũng quay quần bên chuyện đó là rồi sao. Thế như bây giờ nhà nước thấy không, đủ dân ta về dưới là không lo gì chứ, trời ơi, không chịu phổ cấp gì, tiền đâu ăn đâu, gạo đâu nấu, nói chung là tăng tận. Nhưng mà nó hô hào vậy, nó cứ là nó tạo ra mọi cái để làm lũng loạn xã hội và làm đưa cho người dân tới sự bế tắc. Mà khi người dân đã không có gạo ăn, đói bụng rồi đủ thứ các cái thì đi riêng ta sẽ nổi loạn. Mà có ai nỡ khi nào mày đói quá mày la làng thì có ai nỡ nào bắt mày, hoặc là ai mày đâu, không có đâu. Nó làm như vậy, có nghĩa là xúi dục người dân, nó tạo điều kiện cho người dân khổ. Thường thường người ta tạo điều kiện để người dân làm ăn, không, nó tạo điều kiện ngược lại là tạo người dân để cho người dân khổ. Khổ để chi? Khổ để cho người dân phẫn quốc lên và đi biểu tình, đi chống chính quyền. Đó, cái ý đó là vậy đó, nó khổ vậy đó. Nó thành ra mình không biết hay không, mà để biết trước vậy là mình phải có cái tư cách là phải bài trừ cái điều đó. Chuyện vô lý, vô lý vô cùng. Mà thấy rồi rằng nó là người trong nước, mày là người trong nước, bà Hằng là người trong nước, tất cả mọi người hiện diện trên cái buổi live stream của bà Hằng cũng là người trong nước hết, hoàn toàn thiên thiên thanh thiên bạch nhật sờ sờ vậy. Mà nó còn xuyên tạc được thì tao hỏi mày bên kia nửa dòng trái đất thì nó muốn nói gì không nói. Rỡ rồi, tao muốn nói rồi, tao xuyên tạc. Tao giờ tao thiệt mày, tao qua nay chút xíu nữa tao rảnh đi thăm ông Biden cho ai đủ. Má ông Biden đủ là đi thử coi. Xuống đi ăn tối, ông là tao cũng rắc muối rồi. Tao khánh rắc muối, tao lấy muối tao rắc cho ông ăn thôi. Đủ quá, tao đủ, mày nói xạo được, tao cũng nói xạo được vậy. Đủ, mày hỏi gì nào, tao mới đi họp về. Họp đâu, họp với gì đó, đủ, tổng cục liên bang gì đó, đủ, FBI. Đủ quá, tào lao thì tao bởi vậy. Ê, mệt quá được. Cái ta nói rồi, nhưng mà nói một cách khác hơn nữa thì mình phải nói như vậy, có nghĩa là
an ninh Việt Nam và tất cả những người mà mình nói bị người ta họ người ta biết hết rồi mẹ ơi, người ta không ai mà gạt được đâu. Chính vì vậy cho nên ra mình cũng không có lo, nói rồi thôi chứ mình điều khi mình thấy mình tức mà tại sao gì nó xảy ra như vậy, tại sao dễ như kia, nhưng mà hầu như là ai cũng biết cả, mình cũng không cần phải lo lắng cái điều đó, qua lắm qua đã qua đã. Chỉ có điều là thấy thằng nào mà chỏ mỏ vô mà nói bậy nói bạ thì mình lên mình dũa thôi. À, như, chẳng hạn như trong này có thằng A Quy chuyên bông bẻ lái bẻ đồ thứ quỷ quái rồi lên mình chửi thôi, chứ thực chất cái chuyện đó để nhà nước ta lo, ta có sách lược hết rồi đúng không? Thì ok cười cái gì đủ nói thiệt mà cực ta nói thiệt chứ như tao rồi bắt tao để mày ghi đủ 70 tuổi còn phải đi làm chết mẹ, còn nó là cái gì mà nó tối ngày nó ngồi lên hết bất cứ cái lai nào vậy cũng có mặt đó chứ, là nó làm cái gì nó sống tao cũng không hiểu nổi tào lao đúng không? Ok thôi bố lên chút xíu thôi, chúng ta đi tắm rửa thì làm ok rồi. Cảm ơn chú Cầm nha. Rồi.